Thầy Thích Minh Tuệ chính thức dừng bộ hành khất thực, tiết lộ lý do khiến dư luận nóng rực. Mới gần đây, theo thông tin mới nhất từ Ban Tôn giáo Chính phủ, thì thầy Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Khi biết được lý do, dư luận lại nóng rực, tranh cãi và nhiều thông tin trái chiều gây nóng trên khắp các trang mạng xã hội. Theo đó, từ năm 2017 đến năm 2023, thầy Tuệ đã thực hiện hạnh khất thực đi bộ từ Nam ra Bắc, ngược lại 3 lần. Mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Nhưng mà đến năm 2024, thì thầy bắt đầu lần thứ tư đưa từ Thánh Hòa ra Cao Bằng, Hà Giang và hiện đang quay về miền Trung. Tuy nhiên lần này, việc đi bộ này đã thu hút đông người theo, ảnh hưởng tới sự an ninh trật tự và môi trường. Đặc biệt vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, ông Lương Thanh Sơn đã tử vong do sốc nhiệt khi đi theo ngài. Và ngày 2 tháng 6 thì hai người phụ nữ tiếp tục lại bị sốc nhiệt đuối sức. Tình hình này thì các cơ quan chức năng đã trao đổi với thầy Thích Minh Tuệ về việc đảm bảo an toàn cho người dân và sự ổn định của xã hội. Thầy Tuệ đã nhận thức và tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Nhà nước kêu gọi người dân thực hành tín ngưỡng đúng giáo lý, phù hợp với văn hóa, pháp luật, không tham gia vào các hoạt động gây mất trật tự xã hội, giữ gìn môi trường tôn giáo lành mạnh và góp phần xây dựng xã hội bình yên, hạnh phúc. Trước đó, vào sáng sớm hôm nay, có nhiều thông tin trên mạng cho biết rằng sư Thích Minh Tuệ đột dưng biến mất sau khi đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế vào buổi chiều hôm trước. Không ai rõ tung tích của thầy. Nhưng mà người đi theo ông, trong số đó có nhiều người đi theo để sản xuất video đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, đã phải giải tán. Phần cuối của thông báo là một lời kêu gọi. Để đảm bảo sự ổn định xã hội, tính mạng, sức khỏe, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, mọi người dân nếu có niềm tin, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, cần phải tìm hiểu, thực hành đúng giáo lý, giáo luật của các tôn giáo, phù hợp với phần thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc và pháp luật của nhà nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, không tham gia hoạt động làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn môi trường sinh hoạt tôn giáo ổn định, lành mạnh, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương vì bình yên, hạnh phúc của cộng đồng. Theo đó, từ trưa 3 tháng 6, cổng thông tin của Ban Tôn giáo Chính phủ cho hay, sau khi một số người đi theo ông Tú gặp vấn đề về sức khỏe, cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi về việc nhà nước tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Chính quyền địa phương tạo điều kiện để ông được đi bộ, hành trì theo ý nguyện của mình. Song cần phải bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định của xã hội. Ông Lê Anh Tú nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, cho nên tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực, theo như Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết. Trong hành trình đi bộ từ Bắc vào Nam, chiều hôm qua, ông Thích Minh Tuệ và đoàn người đã đến Huế, đoạn qua đường Hương Hồ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi đi bộ được gần khoảng 20 km, đoàn người dừng chân nghỉ qua đêm tại một nghĩa trang ven đường. Cảnh sát giao thông đã hướng dẫn ô tô lưu thông qua quốc lộ 1, không đi vào những đường lớn để đảm bảo an toàn cho đoàn. Hàng trăm người sáng nay vẫn cứ mang theo nước uống, thức ăn lên đường tránh thành phố Huế qua cái đoạn Hương Thọ, Hương Hồ chờ đảnh lễ ông Thích Minh Tuệ. Không thấy ông, có nhiều người rời đi, một số thì lại tìm quán ven đường để tiếp tục chờ. Được biết rằng Ban Tôn giáo Chính phủ là cơ quan tương đương với Tổng cục trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng tham mưu giúp cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Báo chí nhà nước kêu gọi cảnh giác thế lực thù địch. Trong thời gian gần đây, khi mà hành trình của sư Thích Minh Tuệ ngày càng được công chúng quan tâm, ủng hộ, báo chí nhà nước cũng bắt đầu có những bài viết kêu gọi cảnh giác. Vào ngày 26 tháng 5, Báo An ninh Thế giới
đăng một bài viết có tiêu đề "Khi kiếp nạn sinh ra từ ngáo mạng xã hội". Không nói quá nhiều đến cách tu của sư Minh Tuệ, bài viết này tập trung phê phán, phản ánh về những phản ứng của cộng đồng mạng trước hiện tượng sư Minh Tuệ. Mở đầu bằng con số 87.200.000 kết quả tìm kiếm trên Google với từ khóa Thích Minh Tuệ. Theo bài viết này cho biết, con số này cho thấy sự hiếu kỳ của thời đại mạng xã hội và đang tạo ra những kỳ dị xã hội mà có thể được dùng bằng hai tiếng kiếp nạn. Bài viết này cho rằng cách tu của sư Minh Tuệ quá ư là bình thường, nhưng mà lại được ca tụng thái quá, cũng như là chê bai thái quá. Tới ngày 30 tháng 5, thì một người đi theo sư Minh Tuệ có tên là Lương Thanh Sơn đã bị tử vong và các bác sĩ chuẩn đoán do sốc nhiệt. Còn tới thứ 6, ngày 1 tháng 6, thì báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam có một bài viết cho rằng hình ảnh bộ hành của sư Minh Tuệ đang bị các thế lực thù địch lợi dụng nhằm phỉ báng, công kích Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chống phá chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Báo này cũng dẫn lời đại diện của chính quyền huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cáo buộc rằng nhóm người đi theo ông Minh Tuệ đã xả rác phóng uế bừa bãi, gây ra mất vệ sinh. Trước đó thì sự cuốn hút của sư đã khiến cho các hội đoàn Phật giáo do nhà nước quản lý lên tiếng. Ngày 16 tháng 5, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi công văn đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở các tỉnh, thành phố. Nội dung chính của công văn này khẳng định rằng sư Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo. Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam lúc bấy giờ cũng ra một thông báo: ông Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và hôm qua ngày 2 tháng 6, thì hàng loạt các tờ báo trong nước cũng đăng tải thông tin liên quan tới sư Minh Tuệ. Theo bài viết ngày 2 tháng 6 trên báo Công an Nhân dân, thì cơ quan chức năng huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế xác nhận có thêm 2 người bị sốc nhiệt trong lúc bộ hành cùng với sư. Tuy nhiên theo xác minh, thì các lãnh đạo bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết không tiếp nhận trường hợp liên quan vào cấp cứu điều trị. Cũng vào ngày 2 tháng 6, ở một bài viết trên báo Công Thương, dẫn lời của ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng ông Tuệ nên tạm ẩn tu. Còn vào ngày 2 tháng 6, sau khi sư Minh Tuệ cùng với những người khác đi tới tỉnh Thừa Thiên Huế, thì đoàn đã được điều hướng sang những đường tránh thay vì đi xuyên qua trung tâm thành phố. Tới sáng ngày hôm nay, khi mọi người được biết tìm tới khu vực sư Minh Tuệ nghỉ vào đêm hôm qua thì không còn bóng dáng của ông nữa. Nhiều người lo lắng nói rằng chỉ muốn nhìn thấy sư Minh Tuệ để biết ông vẫn đang an toàn. Bên cạnh đó có những bức hình chụp sư Minh Tuệ được một cán bộ công an lấy dấu vân tay đang được lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Facebook chính thức của kênh 14, một trang truyền thông tổng hợp nổi tiếng có giấy phép của Sở Công tin và Truyền thông xã hội, cho biết rằng sư Minh Tuệ được cán bộ công an hỗ trợ làm căn cước công dân. Một hình chụp xe cảnh sát mang biển số 75A của tỉnh Thừa Thiên Huế chở một số người giống nhà sư do hình ảnh không có rõ cũng được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cũng trong buổi sáng hôm nay đã xuất hiện những các bức ảnh chụp của một số nhà sư ăn tại một quán phở ở xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là những người từng đi trong đoàn của sư Minh Tuệ. Không có sư Thích Minh Tuệ trong những hình chụp này. Theo lời nhân viên từ quán phở, sau khi ăn xong thì các nhà sư đã đón xe, mỗi người đi một hướng. Tuy nhiên có một người trong nhóm, thường được gọi, dân mạng gọi là Kim Cang, rời quán vào buổi trưa và nói rằng sẽ đi tìm sư Thích Minh Tuệ. Báo Thanh Niên dẫn nguồn tin từ cơ quan chức năng tại Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi sư Minh Tuệ dừng cuộc đi bộ khất thực, lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa ông đến nơi mà ông mong muốn. Tại đây thì sư Minh Tuệ đã được chính quyền địa phương hỗ trợ làm căn cước công dân để có giấy tờ tùy thân, đảm bảo quyền công dân theo quy định của pháp luật.